Các cụ nói là no 3 ngày Tết, kể cả đói 3 tháng hè cũng chấp nhận, vì ngày Tết là cái ngày Tết Nguyên Đán, là ngày Tết của dân tộc. Thì thực sự là bất cứ ai, dù rằng ở đâu, đi làm nghề gì hay chức vụ gì hay công việc gì chăng nữa, thì cái ngày Tết, bao giờ 3 ngày Tết cũng đều quy tụ lại ở gia đình để đón những ngày Tết nó là ấm áp nhất và tình cảm nhất. Và những cái ngày Tết là những ngày, có nghĩa là nó là ngày sum họp nhất. Kể cả những kiều bào ở nước ngoài cũng rất mong muốn là được ngày Tết được về quê để về tụ tập với gia đình. Thì cái không khí đấy thì có lẽ qua cũng hòa chung với cái tất cả cái tâm trạng của toàn thể những người dân Việt Nam cũng như là kiều bào Việt Nam ở bên nước ngoài. Nhưng mà bây giờ hôm nay thì vẫn còn là đang là sớm. Thực tế là cũng chỉ mới sắm sửa qua một chút mấy cái giỏ hoa phong lan, rồi mấy cái chậu hoa họ cũng đang mang đến, thì mình để và bày những cái trụ ở cổng đi vào cho nó đẹp, và sẽ trăng thêm những cái đèn để buổi tối cho nó lung linh cái cảm giác, để có cái cảm giác Tết. Và những ngày Tết là những ngày được mình được nghỉ, và những ngày ăn Tết để cho nó được cảm giác nó thoải mái nhất về tinh thần. Dự định là sẽ có lẽ sát ngày Tết thì con sẽ tổ chức mấy gia đình về đây nấu một cái nồi bánh chưng ở đây, rồi tất cả tụ tập ở cái vườn này, vừa nấu bánh chưng vừa ngồi đàn hát vui, rồi ăn uống ở đây cho nó vui, xong rồi có những cái bánh chưng thật ngon nhất để mang về thắp hương, thì cũng dự định là như thế. Vì hôm nay vẫn là đang là sớm, chắc là cũng gần gần Tết thì sẽ tổ chức như thế. Không, nhưng mà có nghĩa là thế, có lẽ cũng là do cái thực tế của cuộc sống mình ấy, thì gia đình nhất ở Hà Nội thì rất là khó để mà có thể tổ chức để nấu bánh chưng. Chính vì thế cho nên như bạn biết là ở trong thành phố Hà Nội thì nhà họ có thể những gia đình họ ở rất là chật, thì có lẽ không có không gian để mà mình tổ chức mình làm những việc đấy. Chứ có nghĩa là gần như là ai cũng muốn, đều mong muốn là có một khoảng không gian để được nấu cái nồi bánh chưng. Vì cái nồi bánh chưng nó là truyền thống của dân tộc mình, nó rất hay. Khi mà luộc cái nồi bánh chưng ấy thì tất cả anh em, rồi con cháu, rồi ông bà bố mẹ, rồi anh em con cháu quây quần bên bếp lửa, trời hơi lạnh lạnh ấy, thì quây quần đấy rồi vừa đun bánh chưng vừa nói chuyện rất là rôm rả, rất là thích. Và cái đấy là nó mang tính chất là thực tế nó là cái truyền thống của quê hương mình, của dân tộc mình. Chính vì thế nên là anh nghĩ là ai cũng muốn có như thế, nhưng mà vì họ được không có điều kiện thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ lại, hình dung lại mà ngồi trước một cái nồi bánh chưng thật to như cái thùng phi ấy, thì là để luộc bánh chưng. Ngày xưa bố mẹ qua cũng thế, cứ gần cái Tết là cũng luộc bánh chưng, và nhớ là bố mẹ luôn luôn là có những cái bánh chưng rất nhỏ để vừa để nếm thử xem đã chín chưa. Cái thứ hai là mình là con út trong gia đình hay được cái bánh chưng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, hay được ăn trước, ôi giời thích lắm. Thế là gần như thức cả đêm luộc bánh chưng, bố mẹ bắt đi ngủ không ngủ, vui lắm. Tại vì có những hôm đấy được thức đêm bên bếp lửa sướng lắm, thế là chúng quây quanh cái nồi bánh chưng rồi nghe bố mẹ kể những chuyện cổ tích.